Họ xin được mở hộp một chiếc đồng hồ Cúc Cu được nhập ở bên trời Tây về. Và đây là cái phần lớp giấy bóng chèn bảo vệ các bác nhá. Còn đây là gì đây ạ? Em không nhầm thì đây là cái phần mái của một chiếc đồng hồ Cúc Cu, biểu tượng hai cây súng và những cái biểu tượng hoa lá cảnh, đúng không các bác? Để gọi sang một bên nữa. Một cái phần xốp chèn chuyên dụng của những chiếc đồng hồ Cúc Cu, tạo ra những cái góc để nó ăn khớp với những cái chi tiết họa tiết hoa văn của chiếc đồng hồ Cúc Cu, đúng không các bác? Và đây là bên trong chiếc đồng hồ Cúc Cu các bác nhé. Em xem đây là cái gì ạ? Đây chúng ta còn nguyên một cái phần giấy tờ của chiếc đồng hồ Cúc Cu đây. Đây các bác nhìn này, được sản xuất tại Đức các bác nhé, Made in Germany, và nó thuộc cái hiệp hội Black Forest Cúc Cu đấy ạ, chuyên sản xuất những chiếc đồng hồ Cúc Cu nổi tiếng. Và đây là những nước mà chiếc đồng hồ Cúc Cu đang có mặt, đúng không các bác? Và đây là cái cuốn, em không nhầm là cuốn hướng dẫn sử dụng, nó có đầy đủ tất cả các tiếng thì các bác muốn sử dụng nhá, như tắt chuông, tắt nhạc này, điều chỉnh mà lắp bíp này, nhanh chậm của chiếc đồng hồ, đầy đủ hết các bác ạ. Và có rất là nhiều thứ tiếng phần giấy tờ của chiếc đồng hồ đấy ạ. Còn ở bên dưới đây thì em sẽ có cái gì nào? Đây là cái phần tay nắp các bác nhá, tay nắp hình lá rất đẹp luôn. Có thể nói đây là một chiếc đồng hồ Cúc Cu là gần như là chưa được sử dụng các bác nhá. Đây gì nào? Đây em không nhầm, hình như là cái phần đầu con hươu. Đây các bác nha, đây là phần đầu con hươu đấy ạ. Chưa có một cái vết xước xác gì. Đây là một chiếc Cúc Cu em có thể nói là gần như là mới. Bác nào thích những chiếc mới thì đây là một chiếc phù hợp đấy. Chè rất là kỹ càng các bác ạ. Đây còn nguyên cả lớp giấy niêm phong này các bác nhé. Em đây như là cái bộ sừng của con của cái đầu hươu. Đây các nhá, đây là cái bộ sừng của con hươu đây. Và bên trong này nó sẽ có thêm, đó là một cái phần noa của chiếc đồng hồ Cúc Cu. Cái phần noa này thì chúng ta sẽ cắm vào đây các bác nhé. Em sẽ nhấc cái phần xốp này ra. Phần xốp được vát này, vát vừa với phần mái các bác này, để giúp cái chiếc đồng hồ Cúc Cu của chúng ta lúc nào được tới vị trí chắc chắn nhất nhé. Còn đây là cái bộ tạ của chiếc đồng hồ Cúc Cu, em bóc thử cho các bác nhìn luôn này. Rất là chắc chắn các bác ạ. Đây là ba tạ các bác nhé, ba tạ hình quả thông đây ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái chiếc đồng hồ Cúc Cu. Đây còn bên trong chúng ta sẽ là một chiếc đồng hồ Cúc Cu đây các bác nhé. Thông số của chúng ta rất là đầy đủ đây các bác nhìn này. Chúng ta sẽ có cái thông số đây. Đó là cái thông số đây, Made in Germany đấy đúng không ạ? Nếu các bác ở đây thì các bác sẽ cảm thấy là và ngửi thấy cái mùi gỗ thông rất là thơm luôn. Cửa Cúc Cu đây các bác nhé, cửa Cúc Cu chúng ta sẽ mở cửa ra đây. Còn bên trong đây là ban nhạc. Đằng sau giấy tờ đầy đủ hết các bác nhé. Hai cái nãy khóa cửa đây, các bác mở ra cho em này. Phần gông được cố định đây các bác nhé. Còn đây là bên trong của bộ máy của chiếc đồng hồ Cúc Cu đây. Tất cả mọi chi tiết đều gần như là xuất sắc,
Rồi chúng ta vừa được xuất xưởng các bác nhìn này. Sáng bóng nhá, cái phần gió này và phần gỗ và phần cái bàn đánh nhạc nó còn đẹp như thế này là chắc chắn các bác yên tâm rồi. Khóa còn nguyên này các bác nha. Vì đây một chiếc em sưu tầm, nó là gần như là chưa sử dụng mà gọi là hàng mới luôn các bác ạ. Các bác đợi em chút nhé, em sẽ treo chiếc đồng hồ lên để các bác được nhìn kỹ hơn. Và đây là chiếc khúc cua em vừa lắp hoàn thiện lên các bác nha. Em sẽ quay để các bác nhìn tổng thể một lần nữa vẻ đẹp của chiếc khúc cua đi ạ. Bộ ba tạ này. Và đây là cái sợi dây xích các bác ạ. Sợi xích của nó còn vàng ươm này các bác này. Các bác nhìn xem, bộ xích của nó còn vàng ươm này. Em thử qua một chút về âm thanh nhá, để các bác được thưởng thức âm thanh của một chiếc đồng hồ cucu mới nguyên hộp là như thế nào. Mỗi tiếng nó sẽ có một cái bản nhạc khác nhau các bác nhá. Em sẽ thử luôn cho các bác này. 30 phút một lần tiếng cúc cu này. Và đây là một chiếc cúc cua, theo em tìm hiểu đây là một chiếc cúc cua phong cảnh, theo được gọi là một chiếc cúc cua chuẩn bị đi săn, nên chúng ta sẽ có con chim cua gõ này và con thỏ đang quay ngược lên trên, còn khi đi săn về thì hai con này nó sẽ quay xuống đúng các bác. Mỗi chiếc cúc cua nó có một hình thức vẻ đẹp khác nhau. Và đây là một chiếc cúc cua nó còn nguyên hộp sổ phun thùng đây các bác ạ, cả nguyên tem này, tem chứng nhận của cái hiệp hội Black Forest đây, đầy đủ hết các bác ạ. Thực sự những bác nào đang tìm kiếm những chiếc đồng hồ cúc cua mà nó còn mới nguyên hộp thì đây là một chiếc phù hợp để các bác sở hữu các bác nhé. Bộ mặt số Nam Mã, còn đầu hươu sừng hươu đây ạ. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.